thân mời quý vị khán giả, ngày hôm nay thì miền Bắc lạnh hơn khoảng 2 độ so với ngày hôm qua, và đi đường thì chúng ta cũng cảm giác lạnh hơn một chút, nên quý vị hãy chú ý là vào đêm cũng như là sáng sớm thì chúng ta mặc quần áo làm sao cho nó phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho mình. Còn ở miền Nam thì các bạn chú ý là ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng khô, và quý vị khán giả ở đây thì nhớ là bù nước cho cơ thể đủ 2 lít mỗi ngày, và hãy uống khi ngay cả khi mà chúng ta không khát. Và ra ngoài đường thì quý vị cũng nhớ che chắn cẩn thận để bảo vệ mình khỏi nắng khô quý vị nhé.